mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Moton. Ở clip hôm nay thì mình sẽ đi review khui hộp cái sản phẩm mẫu LED mới nhất của năm 2020 và đây nó là cái bản thử nghiệm và nhà máy người ta gửi cho mình để mình xem chiếc cái mẫu này. Đó, và cái mẫu này hiện tại bây giờ nó đang là cái mẫu mới nhất hiện nay năm 2020. Ở cái hộp này thì chúng ta có thể nhìn thấy hai màu chủ đạo, nó là cái màu đỏ và màu trắng. Đó thì anh em thể nhìn thấy cái chữ LED rất là to, Highlight Auto LED Lighting System. Đó, và ở đây nó sẽ có một cái cửa sổ trong thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sản phẩm của chúng ta qua cái ô mà màu đỏ đun ở đây, cực kỳ là đẹp. Đó, và ở trên hộp thì họ chỉ in mỗi cái chữ là H4 này, hiệu điện thế là 12-24V, dài màu là 6000K, ánh sáng trắng. Và cái hộp này thì hiện tại là mình đã khui ra rồi và mình không thấy cái tờ thông số kỹ thuật nó ở đâu cả. Thì nhà máy họ có gửi cho mình một cái bảng mẫu, mã sản phẩm nó như thế này, thông số kỹ thuật nó sẽ nằm trong này, chứ ở trên cái hộp này là chưa có, bởi vì đây là sản phẩm mới đang được thử nghiệm và sắp tới là nó mới ra thị trường. Và bây giờ đây là cái mẫu của chúng ta, nó sẽ có ảnh ở đây và thông số kỹ thuật ở đây. Đó, khi khui hộp ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong một cái hộp nó sẽ có hai sản phẩm trong một hộp. Đó, thì cái này nó sẽ hướng đến là những anh em mà sử dụng những cái chiếc xe mà hai bóng có chân H4, hoặc là những cái chiếc xe hơi, hoặc là những chiếc xe tải. Đó, thì cuối video này thì mình sẽ khuyên anh em là nên đi những cái bóng này và những cái xe như thế nào cho nó phù hợp. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ khui một em ra, thì hai cái bóng này nó sẽ là tương tự nhau, thì mình sẽ lấy một em ra. Đó, thì khi khui hộp ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sản phẩm của chúng ta có một cái thân màu bạc khá là đẹp ở đây. Và cái đế chân H4 này nó sẽ là bằng nhôm, cũng là màu bạc luôn. Và ở đằng đuôi này nó sẽ có cái thân màu xanh khá là đẹp, bằng nhôm, được CNC khá là đẹp. Đó, và anh em thể thấy là cái bóng này nó sở hữu một cái thân hình khá là dài. Đằng sau nó sẽ có một cái phần lưới tản nhiệt cực kỳ là dày và to. Anh em thể nhìn thấy cái phần lưới bện cực kỳ là to. Thì nó là cái bóng này có cái lưới khá là dày dặn luôn. Thì cái lưới mà nó to dày như này thì cái khả năng tản nhiệt của nó sẽ tốt hơn. Và đây sẽ là cái sản phẩm mới để thay thế những cái mẫu cũ trước đây. Và những cái sản phẩm mới này nó sẽ có nhiều những cái cải tiến tốt hơn. Công suất giảm nhưng ánh sáng của nó đưa ra sẽ là tương đương. Bởi vì là những cái dòng chip thế hệ mới này nó sẽ có cái độ phát quang nhanh hơn và sáng hơn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi xăm soi từ cái đầu sản phẩm này, nó sẽ là cái bóng này. Thì anh em thì thấy là thân trụ hình tròn ở hai bên này họ sẽ khoét lõm sâu vào. Thì mục đích khoét lõm sâu và cái phần chip LED này nó được nằm sâu như thế này thì anh em thì biết là nó sẽ có cái độ chống chói tốt nhất. Khi mà cái người ngược chiều họ nhìn thẳng vào cái bóng đèn này, họ sẽ không nhìn thấy cái phần phát quang cái chip LED này, thì nó sẽ giảm tối đa được cái độ chói của cái bóng LED này khi mà chúng ta đi trên đường. Ở đây thì anh em sẽ thấy được cái phần thông số kỹ thuật của nó, thì nó in ra mấy thứ tiếng. Cái bóng này nó sẽ xuất đi các thị trường khác nhau, cho nên là nó sẽ in cả tiếng Anh này, tiếng Nhật, và ở đây nó sẽ là tiếng Trung hay tiếng Hàn gì đó thì mình không nắm rõ. Ở phần bên này thì nó cũng tương tự như thế thôi. Cái phần driver này nó được dập bằng sắt anh em nhé, được dập bằng sắt. Đó, mình nhìn ở đây thì nó là bằng sắt chứ không phải bằng nhựa. Và cái thông số kỹ thuật của cái bóng này nó cũng là phần chống nước luôn anh em nhé, IP68. Cho nên là anh em đi rửa xe hoặc là đi mưa nó cũng không bị nước vào, dẫn đến là hỏng chập cháy cái bóng này. Đó, và cuối cái đoạn dây này nó sẽ sở hữu cho chúng ta một cái đuôi gọi là đuôi chân H4 để chúng ta cắm vào cái rắc zin ở trên xe của chúng ta. Và ở trên cái phần driver này họ chỉ ghi cho chúng ta một cái chữ LED 12V và 24V. Và gắn cái này trong pha đèn thì anh em thì nhìn thấy ở đây nó sẽ có hai cái lỗ này. Mà chúng ta muốn gắn vào chúng ta sẽ xoay. Đó, xoay lên đây nó có một cái lẫy, nó cặc một cái thì chúng ta sẽ rút ra. Đó, thì ở trên cái thân bóng ở đây nó sẽ có những cái gioăng như thế này để chắn phần nước nó không chui vào trong cái phần cái pha trong này, nhờ cái phần tiếp xúc ở đây. Đó, thì anh em thì nhìn thấy ở trong này nó sẽ có hai cái đường rãnh này, chúng ta sẽ có thể chỉnh được tiêu cự. Và cái bóng này thì khi chúng ta lắp lên xe thì chúng ta có thể là xoay trái xoay phải. Đó, để cho ánh sáng nó đưa ra phù hợp nhất và cái đường cắt nó sẽ đẹp nhất cho chúng ta.
À, thì anh em thì biết là khi mà chúng ta lắp vào đây thì nó sẽ có cái phần cái rãnh này, thì chúng ta có thể là lắp cái bóng này vào. Lắp nấc 1 và lắp nấc 2. Đây là mình sẽ lắp như zin thì mình sẽ lắp nấc 2. Đó. Thì chúng ta có thể là xoay trái xoay phải, cái bóng nó nghiêng như này hoặc là nó nghiêng bên trái nghiêng bên phải. Đó, thì nó sẽ có cái phần cắt ánh sáng tốt hơn. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi test ánh sáng thực tế ngay tại đây. Đó, thông số kỹ thuật của cái bóng này, cái mã của cái bóng này sẽ là P3. Công suất là 50W. Đó, Corning System Aluminum Rest Copper đây, có nghĩa là cái phần thân bóng này nó được sản xuất bằng nhôm anh em nhé, bằng nhôm nguyên khối. Và cái công nghệ của cái đuôi bóng này nó sẽ là xoay 360 độ. Điện áp nó sẽ là 12V và 24V. À, thời gian sử dụng của cái bóng này nó sẽ kéo dài là trên 50.000 giờ. Đó, cái độ bền nó trên 50.000 giờ. Và cái dòng tiêu thụ của cái bóng này, cái này mới là cái điều quan trọng. Cái dòng tiêu thụ của cái bóng này nó chỉ có 1.2 cộng trừ 2A. Thì có nghĩa là những cái xe mà có cái đường nạp thấp, ví dụ như những cái xe X135 gắn những cái bóng này rất ok, hoặc là những cái xe mà Sirius đó, hay là những cái xe Way gắn những cái bóng này thì anh em sẽ không lo cái chuyện mà bị yếu bình đâu anh em nhé. Đó, thì cái dòng cấp ampe đường vào của cái bóng này nó cực kỳ là tiết kiệm điện. Đó, công suất bóng thì rất là cao nhưng mà cái đường cấp ăn điện của nó lại khá là thấp, cho nên là cái phần driver của cái bóng này khá là ok. Thì bây giờ là mình sẽ test cho anh em cái phần ánh sáng trực tiếp đây. Clip sau thì mình sẽ test và so sánh bóng GT. Ở đây thì mình có cái bóng GT. Ở clip trước thì mình đã chia sẻ và khui hộp cho anh em rồi. Cái mẫu bóng GT này thì nó cũng kiểu tương tự như thế. Hoặc là mình sẽ có thể là so sánh ánh sáng giữa cái bóng BG2 ở đây. Đó, thì anh em có thể là comment ở bên dưới thích so sánh ánh sáng của cái loại bóng nào, thì mình sẽ so sánh hai cái bóng này. Nếu mà về công suất xem nhau thì hiện tại là ba cái bóng này có công suất là xem nhau, nó chênh lệch nhau không đáng bao nhiêu cả, cho nên là mình muốn so sánh ba cái bóng này. Còn cái mẫu L8 ấy, lần trước là mình chia sẻ và mình khui hộp cho anh em ấy, thì cái công suất của bóng đấy thì nó lại cao hơn rồi. Nên cái bông công suất này nó chỉ là từ 50 đổ xuống. Đó, mà dòng nó ăn rất ít, thì hiện tại ở đây là mình có ba cái mẫu này là nó ăn dòng cực kỳ là thấp. Nên là mình muốn so sánh ánh sáng thực tế của ba cái mẫu này vào nhau. Thì clip sau thì mình sẽ test ánh sáng thực tế, và anh em muốn mình test ánh sáng so sánh của cái bóng này và mẫu này hay mẫu này thì anh em có thể comment ở phía bên dưới, thì mình sẽ làm theo ý của anh em. Quá sáng. Nếu mà con bóng này công suất là 50W này thì mình không biết là nó ghi có đúng hay không, nhưng mà ánh sáng này mình thấy là nếu mà để so với những cái bóng công suất 50W khác thì mình thấy là nó hơn, thậm chí là nó có thể hơn được những cái bóng mà công suất 60 đến 70W luôn anh em nhé. Đó. Quá sáng luôn anh em, sáng trắng. Nhìn trên thực tế thì rất là sáng. Đây là do cái máy quay của mình nó hạ tối đi rồi. Bây giờ là mình sẽ cho cái máy quay nó lấy ánh sáng đúng như của nó. Đó, anh em thì thấy nhìn cái ánh sáng đúng như của nó là cháy luôn, không nhìn thấy cái gì. Đó. Quá sáng luôn, và mình sẽ cho nó tối đi đã. Đó, anh em thấy là quá sáng. Đây là chế độ pha cốt, mình để chế độ pha cốt và đây là sẽ là chế độ cốt. Quá sáng luôn anh em ạ. Rồi, ở clip sau thì mình sẽ đi test ánh sáng thực tế của con này, mấy lại con G2 và con GT kia, GT K5, mã là K5. Và video mình khui hộp về cái sản phẩm này là mình xin phép mình tạm dừng ở đây. Thì cái bóng này nó chỉ có thế, thông số kỹ thuật thì họ không ghi kèm theo cho chúng ta ở đây vì nó đang là bản thử nghiệm. Và đợt tới này mình sẽ cho anh em đặt hàng cái sản phẩm này. Là mình test thì ok, mình báo với nhà máy là có thể là mình nhập được cái số lượng nhiều về thì mình phân phối cho anh em. Và một cái lưu ý nữa thì mình xin phép là mình chia sẻ cái bóng này thì anh em thể gắn được cho mọi loại xe máy có chân H4 anh em nhé, hoặc là những chiếc ô tô. Thì mình xin phép mình chia sẻ luôn với các anh em mà sở hữu cho mình những cái chiếc mà ô tô mà dạng xe tải. Thì thường là xe tải thì cái phần đằng trước là nó khá là trống. Đó, nếu như ở những cái chiếc xe du lịch hoặc những cái chiếc xe con ấy thì cái phần đằng trước, cái phần máy của nó khá là kín, thì anh em lắp những cái phần bóng mà có cái phần tản nhiệt dạng quạt như thế này này thì ok, không vấn đề gì. Đó, ok, không vấn đề gì.
Vì là thường là những cái bóng ở chiếc xe hơi ấy, thì nó hay có cái phần nhựa đằng sau nó che, nó chụp lại, thì cái quạt này nó làm việc ở trong. Còn những chiếc xe tải thì thường là đằng sau nó sẽ có cái phần cao su ở đây, và cái phần bóng này nó sẽ chạy từ ngoài vào. Cái việc chạy từ ngoài vào như thế, nếu như chúng ta lắp vào những cái bóng mà dạng quạt như thế này, thì khi chúng ta đi mưa ấy, bùn đất nó bắn ở dưới lên, nó sẽ kẹt cái quạt này, và dẫn đến là cái quạt nó sẽ chết. Nó không chết do vào nước mà nó chết do bị kẹt đất cát đó. Thì những cái xe mà dạng mà nó hở như thế thì mình khuyên anh em là nên sử dụng những cái bóng mà có dạng lưới như thế này. Thì cái lưới này nó thò ra ngoài thế thì nó càng mát. Cộng với cái việc là khi anh em đi mưa, bùn đất nó văng lên cái phần lưới này, thì cái bóng này nó vẫn cứ đảm bảo nó không bị nóng quá nhiệt. Trước khi anh em đặt hàng thì anh em có thể là mở nắp capo của những cái chiếc xe ô tô của mình lên, thì anh em ngó qua cho mình xem là cái phần đó nó có kín hay không. Nếu như nó hở thì anh em nên lựa chọn cái bóng này. Và cái bóng này là mình thấy là cái ánh sáng nó đưa ra cực kỳ là cao, rất là sáng. Cái phần chip LED của cái bóng này là thế hệ mới, ở đây nó chỉ có 3 nhân thôi. 3 nhân cực kỳ nhỏ anh em nhé. Nếu như chúng ta nhìn thẳng thì khó thì có thể phát hiện được những cái nhân ở trong này. Những cái bóng thế hệ mới giờ họ làm những phần chip LED quá là tinh vi luôn. Mình nhìn vào mắt thường mà nếu như dưới ánh sáng mà mình nghiêng này còn không nhìn được cái nhân LED ở trong. Đó, cái công nghệ LED đời mới bây giờ cực kỳ là cao. Họ đã nâng một cái tầm cao level mới cho những cái phần chip LED này rồi. Đó, và một cái lưu ý nữa ở cuối video này, thì thời lượng video cũng khá là dài rồi, nhưng mà mình xin phép mình lưu ý với anh em. Những cái sản phẩm bóng như ở đây mình có, mình đều bảo hành cho anh em 1 năm. Đó, mình đều bảo hành cho anh em 1 năm để đảm bảo cho anh em về những cái bảo hành sau khi bán hàng. Thì mình xin phép mình chia sẻ với anh em. Thì hiện tại ở bên mình sẽ bảo hành cho anh em là bảo hành điện tử. Đó, thì ở đây là mình có một cái gói hàng bị quay đầu về. Cũng rất may là mình có một cái gói hàng quay đầu về. Cái này thực sự là cũng là điều không muốn thôi. Bởi vì là cái anh này thì anh ở bên Thái Nguyên thì cách chỗ mình có khoảng hơn 100 km thôi. Nhưng hiện tại bây giờ là chỗ của anh đang bị khoanh vùng dịch. Anh em đang dịch Corona, Covid-19 đó. Thì đang bị dịch thì cái khu vực đó thì đang bị cách ly, nên là họ không cho những cái nhân viên giao hàng vào, và họ gọi điện cho anh này thì anh này anh hẹn thời gian nó kéo dài quá thì nhân viên giao hàng họ có nói là cái thời gian lưu kho dài như thế thì họ sẽ không không thể lưu được, nên là hàng đã quay đầu về. Và anh này anh có gọi điện cho mình là sau khi mà anh ấy hết cái thời gian gọi là cách ly đó thì anh ấy tiếp tục đặt hàng bên mình. Đó, thì mình xin phép luôn là nhân tiện đây là có cái gói hàng này. Ví dụ như anh em đặt bên mình một cái hộp GT này, thì sản phẩm này được bảo hành là 1 năm. Thì anh em có thể là lưu lại cho mình cái tờ giấy này. Ở trên cái tờ giấy này thì mình xin phép mình che tên anh này đi. Ở trên cái tờ giấy này thì nó sẽ có thông tin của người bán. Đó, thông tin người bán là tên của mình ở đây, số điện thoại, địa chỉ rõ ràng. Đó, và ở trên cái này thì nó sẽ có thông tin của người mua. Đó, thông tin của người mua thì nó nằm ở đây, và có số điện thoại. Ở đây thì họ sẽ có cho mình là những cái ngày tháng khi mà mình ship hàng. Đó, thì cái này nó hơi mờ thì anh em thông cảm, vì cái này là vận chuyển nó cũ rồi. Thì nó sẽ có những cái phần ngày tháng ở đây, thì mình sẽ căn cứ cái ngày tháng đây mình bảo hành cho anh em. Và ở đây là họ sẽ có những cái phần mã vạch. Đó, và những cái mã code QR code ở đây, cái mã vạch này, và mình sẽ bảo hành cho anh em cái ngày này và cái mã vạch ở đây. Bây giờ là mình sẽ cho anh em thấy ở trên máy tính của mình thì mình sẽ bảo hành cho anh em điện tử là như thế nào. Đó, thì chắc là anh em sẽ nhìn rõ. Đó, ở trên máy tính của mình thì là mình sẽ bảo hành cho anh em là ở đây nó sẽ có những cái mã sản phẩm mình ship hàng đi cho anh em. Mình sẽ căn cứ vào cái mã họ tên địa chỉ. Đó, thì ở đây nó sẽ có họ tên của cái người đặt hàng này, địa chỉ của người đặt hàng và số điện thoại của người đặt hàng. Và ở đây nó sẽ có ngày tháng khi mình ship hàng. Thậm chí là nó có, ví dụ như ở đây là mình ship hàng cho cái anh Chiến này là ngày 12 tháng 4 năm 2020 lúc 14:57 phút. Đó, thì cái này là mình sẽ lưu ở đây và mình sẽ tính bảo hành cho anh em từ bắt đầu cái ngày mà mình ship hàng đi. Thì thường thời gian ship hàng, ví dụ mình ở miền Bắc mình ship hàng cho anh em ở miền Trung thì nó rơi tầm khoảng 3 ngày.
Còn những anh em ở mà khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mấy tỉnh trong miền Nam, nó sẽ dao động từ 3 cho đến 5 ngày. Đó thì mình sẽ bắt đầu tính được cái ngày mình ship hàng đi cho anh em. Và những cái bóng này nó bảo hành những 1 năm cơ, cho nên anh em thiệt thòi một vài ngày nó không thành vấn đề. Đó thì khi anh em gửi hàng ra cho mình thì anh em nên lưu lại cho mình cái tờ này. Thì anh em sẽ bỏ vào trong những cái hộp như thế này, thì anh em gửi hàng cho mình thì mình sẽ đỡ phải check trong cái máy tính này. Bởi vì anh em phải biết là 1 năm mình bán hàng nó quá là nhiều những cái đơn như thế này, là mình phải check, mình phải tìm, nó rất mất thời gian cho anh em. Cái việc mà mình thấy cái đơn này sớm thì mình sẽ gửi bảo hành cho anh em nó sớm được ngày nào là hay ngày đó. Thì anh em biết là mình bỏ tiền ra mua cái sản phẩm mình dùng, chả may nó có vấn đề gì mà mình phải gửi đi bảo hành, thì anh em cũng mong ngóng nó từng ngày một để anh em nhận được để lắp lên xe, giúp mình bảo hành cho anh em một cách thuận tiện nhanh nhất có thể. Đó thì cuối video này mình xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã chú ý theo dõi những cái video của mình đã phát lên YouTube, và mình xin chân thành cảm ơn những anh em nào đã tin tưởng mình và đặt hàng mình những cái sản phẩm bên mình cung cấp ra cho anh em những năm vừa qua. Xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại, mình là Kim Mô Tun.